chào anh chị và các bạn. Mình là Văn Phong, là một chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là về nuôi tôm. Hiện tại Thuận đang công tác ở công ty OBS và phụ trách khu vực Cần Giuộc, Long An. Ngày hôm nay Thuận có hỗ trợ anh Duy thả tôm tại khu vực Phước Lý, Cần Giuộc, và anh Duy là đặt 200.000 bót và khuyến mãi 200.000. Hiện tại thì ao của anh Duy á, gồm hai ao, một ao là 1.500 m² và một ao là 2.500 m². Và bây giờ cùng với anh chị và các bạn cùng tham quan và xem mình cùng với anh Duy thả tôm giống OBS. Đây là tôm bót mình kiểm tra ngẫu nhiên khi mà tôm mới về. Và bót này là bót 10, rất là tuyệt vời nha anh chị. Có. Bót rất là khỏe mạnh. Nó tỉnh cũng nhiều. Và tỷ lệ sống là gần như 100% luôn. Nó nằm dưới đây đây nó đang hôn mê, nó chưa tỉnh này. Dạ đúng rồi. Còn con nào tỉnh là nó đang bơi. Này tỉnh nhiều rồi. Dạ. Do đó thì mình và các anh chị tiến hành là thuần tôm bằng cách là đổ tôm vào trong những cái thùng mót như thế này. Và đây là một cách thuần rất là tuyệt vời, giúp cho là tỷ lệ bót đạt được đầu con rất là cao, gần như là không rớt con nào cho tới khi mà chúng ta thả xuống. Cách thả tôm từ trong bọc vào thùng của anh rất là chuyên nghiệp nha. Và đây là anh Duy, là chủ của farm nuôi này. Và người phụ nữ này chính là vợ của anh. Chị đi làm ban ngày rất là mệt và tối vẫn phụ anh nữa. Chị là một người rất là tuyệt vời ạ. Và khi mà đổ tôm vào xong trong những thùng mót này á, thì anh tiến hành là đổ một nửa nắp hơi cua vào mỗi thùng để cho giúp là tôm tăng sức đề kháng, cũng như là tăng cái tỷ lệ sống sót và đạt được đầu con khi mà ta thả xuống ao. Đây là kết quả khi mà ta cho hơi cua vào trong nước như thế này. Tôm rất là khỏe, rất là sung và bơi rất là mạnh ạ. Thì sau đó là anh Duy đó là có bắt đầu châm nước từ trong ao vào để cho là thuần tôm một cách tốt nhất, cho tôm thích nghi với môi trường trong ao nuôi. Và đây là kết quả. Nhiều không anh? Được. Đó, có anh thả thấy nó im lắm. Dạ. Nó anh coi có con nào bị rớt không? Không. Trời quá ngon luôn anh. Chứng làm như không ngon rồi thôi. Dạ. Chứng tỏ cách thuần của anh em mình vậy là ok lắm anh. Tao thả tới 3 giờ sáng không ngon. Tao thả tao múc từ xô, tao để vô trong nước rồi từ từ cho nước vô mới lấy ra anh không? Dạ trời ơi. Anh làm kỹ quá vậy. Thả 3 giờ sáng luôn á. Dạ. Dạ không anh, nhờ anh làm kỹ nó đạt đầu con cũng hay, cũng ngon ạ. À, thấy yên đó. Dạ. Anh tôm sung quá. Tôm sung không anh? Sung. Dạ. Anh có cho nó ăn cái nu chi bót chưa? Rồi, ăn mới ăn sáng cử rồi. Dạ. Ăn hồi 5 giờ.